Xin chào tất cả các bạn, những người đã và đang dành tình cảm cho tiếng Hàn, chào mừng các bạn đến với kênh Rửa Phèn, nói tiếng Hàn cực chất. Bạn mới học tiếng Hàn và muốn sắm cho mình vài câu giao tiếp để có thể tự tin bắn bằng bằng khi gặp các ta, hay bạn đã học được một thời gian rồi nhưng chưa tự tin giao tiếp. Mỗi lần giao tiếp bạn đều cảm thấy lúng túng, nghĩ mãi mới được một câu. Mà nói ra thì sợ sai, người ta cười cho, hoặc có khi mấy ta cũng chả hiểu mình nói gì thì quê chết. Quê muốn tụt quần luôn. Nếu và nếu như vậy thì kênh của chúng mình là giải pháp cho các bạn nhé. Nhưng cái tiện đang quảng cáo kênh thì Mình xin phép 3 giây trong cuộc đời các bạn để mặc giày Con xin năng nỉ ông đi qua và đi lại Nếu muốn nói tiếng Hàn tự nhiên như người bạn xứ thì Xin hãy đăng ký kênh cho chúng con à Ok Giờ chúng mình sẽ giới thiệu qua bố cục của video này Để các bạn có thể tiện theo dõi Video của chúng ta sẽ gồm 3 phần Phần 1 giới thiệu 5 câu giao tiếp Mà người Hàn hay sử dụng trong đời sống Đảm bảo học thuộc là bạn nói một cái Thì người Hàn chính hiệu lắc mắt luôn Lúc đấy các cậu ba sẽ kiểu Ôi chú ơi, em nói tiếng Hàn giỏi quá. Phần 2, luyện nghe để nhớ những mẫu câu này. Nghe với tốc độ 0,75. Nghe chậm cho các bạn quen dần với từ vựng, ngữ điệu, cách ngắt nghĩ khi nói của người Hàn. Mỗi mẫu câu giao tiếp sẽ nghe 5 lần. Phần 3, nghe với tốc độ một ít để các bạn quen với tốc độ nói khi giao tiếp của người Hàn. Đồng thời ghi nhớ sâu hơn những mẫu câu này. Phần 4, à không có phần 4 đâu. Phần 4 là bắn tiếng Hàn như gió, thả thính các oppa khắp các mặt trận luôn, từ nhà ra ngõ từ trên mạng đến rạp chiếu phim, siêu thị, bờ hồ, công viên, vân vân và mây mây. Một khi ta đã bắn tiếng hàng như gió tiếng có tiếng không, thì sao phải ngại, đúng không? Không để bạn đợi lâu nữa, chúng ta nhanh chân vào phần 1 thôi. Anh Tý đang làm ở một công ty A nào đó, chế độ rất là ổn áp, đồng nghiệp thân thiện và đặc biệt là, có nhiều gái xinh. Nhưng bỗng một ngày, An Tèo là bạn đại học mới rủ tí đi cà phê và có đưa ra một lời đề nghị rủ tí góp vốn làm ăn tí thấy mình cứ đi làm công ăn lương mãi cũng không giàu được nhưng làm ăn với tèo thì cũng có rủi ro. Mà quan trọng là không biết ở địa bàn hoạt động mới có nhiều gái xinh không, chứ phải xa những em gái mưa ở công ty hiện tại. Tí mới nghĩ thôi mà đã thấy mình không cầm được những dòng nước muối rồi. Tí phân vân mãi rồi chốt một câu đầy rứt khoát thế này. Tèo này để tao nghĩ đã, cho tao thời gian suy nghĩ. Tèo đáp. Vậy mày nghĩ đi. Nếu đổi ý thì gọi cho tao nhé. <laughs> 생각할 시간을 좀 줘. 맘 바뀌면 연락해 주세요. 맘 바뀌면 연락해. ai trong chúng ta cũng có những đứa bạn kiểu lời nói của nó như kiểu thánh chỉ vậy. alo, mày đang ở đâu đấy. đến ngay quán cà phê thị nở nhé. tao, cái nguyệt, cái lan đang ở đây rồi. đến ngay nhé. Mình kiểu. Ngay bây giờ á? À? Ừ. Ngay nhé. Cho mày 5 phút để lê cái xác đến đây nhé. 지금 당장. 지금 당장요? Hoặc ví dụ, sếp của bạn gọi bảo. Em đang ở đâu đấy? Đến ngay công ty nhé. Thì bạn cũng có thể sử dụng câu này. Có con bé đó trong quê mùa chất phát, bạn nghĩ nó cũng thật thà, biết điều. Nhưng rồi bạn phát hiện ra là... Ôi không, em nó không như mình tưởng. Cứ nghĩ gái quê hiền lành nhưng cũng cáo già ra phết. Nhỏ bạn cùng phòng mình bị thằng bồ cắm sừng. Nó ngồi khóc trưng trước suốt ngày suốt đêm. Mình nghĩ cũng tức dùng nó, cơ mà có thực mới vực được đạo. Các cụ đã dạy thế cơ mà, mình đã đặt mấy món ăn nó thích về để an ủi cái tâm hồn đang rách rưới như tổ đĩa của nó, mình gọi nó dậy ăn, nhưng nó thò mỗi cái cổ ra khỏi chăn rồi thều thào một câu như thể răng rối lần cuối. Tao đói nhưng không muốn ăn gì cả, mày ăn đi. Thế cá cụ phân đê mọc cú sức thương kê ọp sơ. Thế cụ mọc thương Bây giờ chúng ta sẽ vào phần 2, giai đoạn làm quen, tìm hiểu của não và năm cà rốt vừa học. 생각할 시간을 좀 주세요. 생각할 시간을 좀 줘. 생각할 시간을 좀 주세요. 생각할 시간을 좀 줘. 생각할 시간을 좀 주세요. 맘바뀌면 연락해 주세요. 맘바뀌면 연락해. 만 바뀌면, 연락해 주세요. 만, 바뀌면 연락해. 만 바뀌면 연락해 주세요. 지금 당장요? 지금 당장요? 촛년인 줄 알았더니 선수야. 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 배가 고픈데 먹고 싶은 게 없어요. 배가 고픈데 먹고 싶은 게 없어. 배가 고픈데 먹고 싶은 게 없어요. 배가 고픈데 먹고 싶은 게 없어. 배가 고픈데 먹고 싶은 게 없어요. 부분 3. tìm hiểu chán chê rồi thì chúng mình hẹn hò thôi, nhỉ? giai đoạn hẹn hò xin phép, bắt đầu. 생각할 시간을 좀 주세요. 생각할 시간을 좀 줘. 생각할 시간을 좀 주세요. 생각할 시간을 좀 줘. 생각할 시간을 좀 주세요. 맘 바뀌면 연락해 주세요. 맘 바뀌면 연락해. 맘 바뀌면 연락해 주세요. 맘 바뀌면 연락해. 만 바뀌면 연락해 주세요. 지금 당장요? 지금 당장? 지금 당장요? 지금 당장? 지금 당장요? 청년인 줄 알았더니 선수야. 청년인 줄 알았더니 선수야. 청년인 줄 알았더니 선수야. 촌년인 줄 알았더니 선수야. 촌년인 줄 알았더니 선수야. 배가 고픈데 먹고 싶은 게 없어요. 배가 고픈데 먹고 싶은 게 없어. 배가 고픈데 먹고 싶은 게 없어요. 배가 고픈데 먹고 싶은 게 없어. 배가 고픈데 먹고 싶은 게 없어요. cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của chúng mình. hy vọng nó đã mang lại những kiến thức bổ ích trên con đường thả tính dài hàng cho các bạn. và ở cuối video, chúng mình lại xin phép quang liêm sĩ xuống cống để. xin các tiểu huynh đại, các quý cô kiều diễm, những em bé mới lớn, đàn ông đàn bà, gay lét hay bê đê, xin hãy cho chúng mình xin một like và một sắp. chúng mình xin đội ơn đội ơn.